Tập 993, còng tay giam giữ sự tự do của Yamato. Trước kia, Ace đã từng đấu một trận quyết liệt với Yamato khi cậu đến Wano để đá đít Kaido. Sau đó, cả hai đã trở thành bạn bè và chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện, trong số đó là về cậu em trai Luffy. Yamato đã rất muốn gia nhập băng hải tặc của Ace, nhưng có một lý do khiến cô nàng không thể rời khỏi. Cùng lúc đó, 9 bao kiếm đỏ và Law đang đứng trước cổng sau của tòa thành. Law và các thành viên của mình tách sang hướng khác. Còn hai tên mèo và chó trong băng đang hưng phấn khoe với nhau về món vũ khí mới. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn. Khi Kawamatsu và Dochi tiến lên thì mới thấy chúng là các samurai không đầu. Chắc chắn hắn ta đang ở đây. Họ hiên ngang leo lên các bậc thang. Bên trong cánh cửa đó là Kanchuzo, dẫn đầu đám lính Gipter và một lũ người không đầu. Sau khi cái tên Oden chết đi, thì các ngươi chẳng khác nào một lũ rắn mất đầu cả. Còn thằng nhóc chết tiệt kia chắc cũng sắp xuống gặp cha mẹ nó rồi. Thời điểm hắn đang đi lạc dưới tầng hầm, Monosuke đã nhặt được một thanh đoàn đao và nhân cơ hội chạy trốn. Khi Kanchuzo dần đuổi kịp, Monosuke đã cắt một đường vào tay hắn, khiến hắn ta nổi cơn thịnh nộ và thế là cậu nhóc bị đánh đập không thương tiếc. Sự tàn ác đó càng khiến nhóm 9 bao kiếm đỏ căm hận hắn đến tận xương tủy. Bên trong sảnh, buổi xử tử của Monosuke không bao lâu nữa sẽ chính thức bắt đầu. Đao kiếm vô tình chặt đứt tình đồng đội mà bọn họ cùng nhau trải qua trong suốt nhiều năm. Cùng với tiếng hát chói tai, trận đấu trả thù kẻ phản bội của bọn họ diễn ra một cách quyết liệt. Mà thật ra cũng không gây cấn lắm, bởi vì nhóm 9 bao kiếm đỏ dễ dàng out trình cái đám giả làm màu này. Khi cứ đối diện với Kanchuzo, nghe hắn ta nói tình cảm trước giờ đều là giả dối, đều là vai diễn mà hắn ta tâm đắc nhất cuộc đời. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn ta đã mất đi cảm xúc chân thật của bản thân rồi. Kiku không kiềm được sự thất vọng, ánh mắt anh càng trở nên quyết tâm. Anh đội vào chiếc mặt nạ của quỷ, đe dọa vết chém này sẽ đưa Kanchuzo xuống tận địa ngục. Đường kiếm của hai người va vào nhau, sấm chớp nổi lên như vũ bão. Nhóm Nami đã bị thuộc hạ của Big Mom chặn lại. Shinobu bị bắt, Nami đã dùng chiêu sấm sét để cứu bà ấy, nhưng không ngờ mình và Kazot đã rơi vào vòng vây. Zeus vừa định xông tới thì đã bị một cánh tay siết chặt lại. Sự thật về lý do mà Yamato không thể rời khỏi hòn đảo này được tiết lộ. Cô nàng đã bị giam cầm từ lúc 8 tuổi bởi một cái còng tay, nó sẽ phát nổ nếu Yamato rời khỏi. Luffy không để ý đến nhiều như vậy, nếu thật sự Yamato muốn chiến đấu chống lại Kaido, cậu sẽ giúp cô tháo gỡ chiếc còng tay. Đúng lúc đó, tiếng phát biểu của Kaido vang vọng khắp tòa thành. Đã 2 năm kể từ khi Dâu Trắng tử trận, chế độ thất vũ hải cũng bị hủy bỏ. Hàm ý của hải quân chính là chúng có thể chế ngự hải tặc bằng một lực lượng mới. Và Kaido quyết định sẽ giành lấy sức mạnh quyền năng nhất thế giới, vũ khí cổ đại. Để đạt được điều đó, bọn họ cần liên minh với Big Mom. Big Mom phá vỡ một tòa thành bước ra. Với tình hình tồi tệ này, dường như kế hoạch cứu Monosuke ngày càng trở nên vô vọng.